Ban chỉ đạo nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm, ngành năng lượng đã tổ chức giao ban trực tuyến về dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến phố nối Hưng Yên. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo chủ trì giao ban. Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các tỉnh có đường dây đi qua, đến thời điểm này, các địa phương đã cơ bản hoàn thành kịp tiến độ đề ra. Tuy nhiên, cũng còn một số vị trí của dự án vẫn gặp khó khăn trong khâu giải phóng mặt bằng, tái định cư hay đền bù. Kết luận giao ban, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đánh giá, dự án vẫn còn tồn tại một số khó khăn như nhiều khoảng néo chưa bàn giao được mặt bằng, trong khi thời gian rất gấp gáp, đòi hỏi các địa phương cần có sự phối hợp chặt chẽ, tiếp tục tuyên truyền đến người dân về ý nghĩa tầm quan trọng của dự án, tạo sự đồng thuận trong nhân dân về việc thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng nhanh chóng, đảm bảo, muộn nhất là mùng 10 tháng 4 phải kéo dây vào công trình. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục hướng dẫn việc thực hiện Nghị định số 27/2024 NĐ-CP về tạm sử dụng rừng để thực hiện thi công, công trình, tạm phục vụ thi công dự án lưới điện vì lợi ích quốc gia, công cộng để các địa phương áp dụng trong công tác giải phóng mặt bằng. Đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia, Bộ trưởng chỉ đạo cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương để hoàn thành nhanh nhất công tác chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng, đồng thời sớm hoàn thành thủ tục lựa chọn nhà thầu, cung cấp thiết bị, vật tư, nguyên liệu để đẩy nhanh tiến độ công trình.